cửa hàng quần áo, vải vóc. Các cửa hàng lên lỏi giữa dòng du khách, chúng tôi như lạc vào một không gian của người Hồi giáo sầm uất và sinh động trên đường Nguyễn An Ninh, thẳng hướng cửa Tây của chợ Bến Thành. Vài năm trở lại đây, con đường dài chừng 100m với những hàng quán kinh doanh khá đặc biệt. Ở đây được mệnh danh là phố Mã Lai giữa lòng Sài Gòn. Chiếm phần nhiều trên phố Mã Lai là cửa hàng túi sách, đồ lưu niệm và nhà hàng. Bắt mắt hơn cả là những hàng áo quần, vải vóc với hàng dãy dài mannequin choàng khăn tư dung nhiều màu sắc, rất đặc trưng của người theo đạo Hồi, y hệt kiểu choàng khăn của những cô bán hàng đang bận đồ Bayou Guru đồng đã mời chào. Điều đó mang lại cảm giác thú vị cho rất nhiều khách du lịch. Tôi đến đây tôi thấy rất thoải mái, đi shopping cũng rẻ hơn ở Mã Lai, ăn uống cũng dễ dàng hơn. 6-7 năm trước khi qua Việt Nam thì rất là khó ăn, vì ăn không quen, nhưng nay thì rất tuyệt vời. Người Việt Nam rất là thân thiện và luôn giúp đỡ mọi người. Phố Mã Lai hình thành vào đầu thập niên 2010, bắt đầu từ những cửa hàng bán quần áo, ẩm thực dành cho du khách Hồi giáo. Hiện nay, phần lớn người kinh doanh ở đây thuộc dân tộc Chăm theo đạo Hồi sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Mấy năm trước, từng có một số thương gia từ Mã Lai sang đầu tư mở hiệu. Đặc sản của người Mã Lai đã nhanh chóng có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng có lẽ nổi tiếng nhất vẫn phải kể đến những món mì mamas, roti canai. Những quán ở đây đều được nhiều thế hệ trong gia đình người gốc Mã Lai dốc hết tâm huyết giữ gìn hương vị đặc trưng. Những món ăn này không chỉ mang hương vị quê nhà mà còn chinh phục nhiều thực khách người Việt. Tôi muốn đem văn hóa ẩm thực của người Mã Lai đến gần hơn với người Việt Nam và cơ hội cho người Mã Lai đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh có thể chia sẻ với nhau nhiều hơn và gần gũi với nhau hơn. Đa phần người sống ở đây là người gốc Mã Lai với lại người Mã Lai làm việc ở đây, nên chúng tôi muốn sống trang hòa hơn với mọi người. Tôi rất muốn mọi người tìm đến con đường được gọi là cái phố Mã Lai này để chúng tôi có thể truyền đạt được những văn hóa của người Mã Lai và ẩm thực của người Mã Lai đến tất cả mọi người. Không chỉ góp phần thu hút du khách đến Việt Nam ngày càng đông, một cửa hàng kinh doanh thời trang và ăn uống phục vụ người Malaysia ở quanh chợ Bến Thành đang góp phần không nhỏ vào việc xây dựng hình ảnh đẹp của người Việt Nam trong lòng du khách quốc tế. Người Sài Gòn không ngại ngần tiếp nhận những cư dân nước ngoài và văn hóa định cư của họ. Tất cả cứ lặng lẽ tồn tại và hòa nhập tạo nên nền văn hóa đa dạng của thành phố Hồ Chí Minh.